Nên nói, thiện hiện được sanh ra từ Như Lai. Đối với tất cả xứ, chân như Như Lai không nhớ nghĩ, không phân biệt. Chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh ra từ Như Lai. Chân như Như Lai không khác biệt, không thể nắm bắt được. Chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh ra từ Như Lai. Chân như Như Lai chẳng lìa chân như tất cả pháp. Chân như tất cả pháp không lìa chân như Như Lai. Chân như này là tướng thường chân như, không lúc nào là tướng phi chân như. Chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Tuy nói được sanh từ Như Lai nhưng không có chỗ sanh, vì chân như thiện hiện không khác chân như Phật. Chân như Như Lai chẳng phải thuộc quá khứ, chẳng phải thuộc hiện tại, chẳng phải thuộc vị lai. Chân như tất cả pháp cũng chẳng phải thuộc quá khứ, chẳng phải thuộc hiện tại, chẳng phải thuộc vị lai. Chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Vì chân như quá khứ bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như quá khứ bình đẳng. Vì chân như vị lai bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như vị lai bình đẳng. Vì chân như hiện tại bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như hiện tại bình đẳng. Hoặc chân như quá khứ, hoặc chân như vị lai, hoặc chân như hiện tại bình đẳng, hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Vì chân như của sắc bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như sắc bình đẳng. Chân như thọ tưởng hành thức bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như thọ tưởng hành thức bình đẳng. Hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức bình đẳng, hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Nói rộng cho đến chân như trí nhất thiết bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như trí nhất thiết bình đẳng. Chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng. Hoặc chân như trí nhất thiết, hoặc chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng. Hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Thiên tử nên biết, các đại Bồ Tát hiện chứng chân như tất cả pháp bình đẳng như thế, nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đối với chân như các pháp này ta rất tin hiểu, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Khi đang thuyết tướng chân như này, khắp 3000 đại thiên thế giới rung động 6 cách: đông vọt lên, tây lặn xuống, tây vọt lên, đông lặn xuống, nam vọt lên, bắc lặn xuống, bắc vọt lên, nam lặn xuống, giữa vọt lên, chung quanh lặn xuống, chung quanh vọt lên, giữa lặn xuống. Bấy giờ các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới lần lượt đem các loại hương bột phi diệu cõi trời và các hoa trời phụng cúng giải lên Thế Tôn và thiện hiện rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, chưa từng có đại đức thiện hiện do chân như mà được sanh ra từ Như Lai. Bấy giờ thiện hiện bảo các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới: thiên tử nên biết, thiện hiện tôi sanh ra từ Như Lai không do sắc, không do thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như của sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai. Nói rộng cho đến không do trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như của trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai. Không do hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không do vô vi nên được sanh ra từ Như Lai,
Không do chân như của hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không do chân như vô vi nên được sanh ra từ Như Lai. Không lìa hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa vô vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như vô vi nên được sanh ra từ Như Lai. Vì sao? Tất cả pháp này đều vô sở hữu, những người tùy theo pháp này mà sanh, hoặc là sự tùy sanh của pháp này hoặc do đây mà sanh, và chỗ để tùy sanh đều không thể nắm bắt được, vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Bấy giờ Xá Lợi Từ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chân như các pháp nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa, nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc. Chân như của sắc bất khả đắc, chân như của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong đây sắc cho đến thức còn bất khả đắc, huống chi lại có chân như sắc cho đến chân như thức có thể đắc ư? Nói rộng cho đến trong đây, trí nhất thiết bất khả đắc, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Chân như trí nhất thiết bất khả đắc, chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong đây trí nhất thiết, đạo tướng trí, trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc. Huống chi có chân như trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc ư? Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Khi đang nói về tướng chân như này, 2000 bí xô chấm dứt các lậu, tâm được giải thoát thành bậc A-la-hán. Lại có 500 bí xô ni xa lìa trần cấu ở trong các pháp, chứng được pháp nhãn tịnh. 5000 Bồ Tát đồng một lúc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. 6000 Bồ Tát chấm dứt các lậu, tâm được giải thoát chứng quả A-la-hán. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Nay trong chúng này 6000 Bồ Tát đã ở chỗ 500 Đức Phật quá khứ gần gũi cúng dường, chánh tín xuất gia, siêng tu phạm hạnh, tuy có hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, lại khởi lên tưởng khác biệt, hành hạnh khác biệt. Khi tu bố thí nghĩ như vậy: đây là bố thí, đây là người nhận, đây là vật thí, ta năng hành thí. Khi tu tịnh giới nghĩ như vậy: đây là tịnh giới, đây gây ra tội nghiệp, đây là đối tượng phải hộ trì, ta năng trì giới. Khi tu an nhẫn nghĩ như vậy: đây là an nhẫn, đây là chướng ngại của nhẫn, đây là cảnh giới đẻ nhẫn, ta năng an nhẫn. Khi tu tinh tấn nghĩ như vậy: đây là tinh tấn, đây là giải đãi, đây là việc đã làm, ta năng tinh tấn. Khi tu tịnh lự nghĩ như vậy: đây là tịnh lự, đây là tán loạn, đây là đã tu, ta năng tu định. Người ấy chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, chỉ dựa vào tư tưởng khác biệt mà tu hạnh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự khác biệt. Do tư tưởng khác biệt, hành khác biệt nên chẳng chứng được Bồ Tát. Không có tư tưởng khác biệt và mất hạnh của Bồ Tát không khác biệt. Do nhân duyên này nên chẳng được vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Do không được nhập vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát nên được quả dự lưu, dần dần mới đến quả A-la-hán. Thế nên Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào tuy có đạo của Đại Bồ Tát và có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền chứng đắc thật tế, thì sẽ rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Do nhân duyên nào mà các đại Bồ Tát tu pháp không vô tướng vô nguyện, nhưng vì không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nên khi chứng thật tế lại rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác? Lại có Bồ Tát tu pháp không vô tướng vô nguyện, nhưng do nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nên được nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh đại Bồ Tát và sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Nếu Bồ Tát xa lìa tâm của trí nhất thiết trí, chẳng lấy đại bi làm đầu, tu pháp không vô tướng vô nguyện, do không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền chứng đắc thật tế, nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Nếu các Bồ Tát chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, lại lấy đại bi làm đầu, tu pháp không vô tướng vô nguyện, lại do nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo,
liền được nhập vào ngôi chánh tánh ly xanh của Bồ Tát. Lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát thì sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Xả lợi tử ví như một con chim thân nó to lớn, chiếm khoảng hàng trăm do tuần hoặc 200 cho đến 500 do tuần mà chẳng có cánh. Chim này hoặc từ cung trời 33 gieo mình rơi xuống châu thiện bộ, giữa đường rơi nó nghĩ như vậy: ta muốn lên lại trời 33, ý ông thế nào chim này có thể trở lên trời 33 được không? Xá lợi tử bạch Phật: bạch Thế Tôn không thể, bạch Thiện Thệ không thể. Phật bảo Xá lợi tử: nếu giữa đường rơi chim này mong thân ta khi tới châu thiện bộ sẽ không bị tổn hại, ý ông thế nào ý muốn của chim này có thể tọa nguyện không? Xá lợi tử bạch Phật: bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, khi đến châu thiện bộ thân chim này nhất định có tổn hại, hoặc đến mất mạng hoặc đau đớn gần chết. Vì sao? Vì thân chim này quá to, lại rơi quá xa mà không có cánh. Phật bảo Xá lợi tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá lợi tử: có các Bồ Tát cũng lại như vậy. Tuy đã trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêu tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền chứng đắc thật tế nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Vì sao? Vì các Bồ Tát này xa lìa tâm của trí nhất thiết trí, chẳng lấy đại bi làm đầu. Tuy đã trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn, giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng không nhiếp thọ bát nhã, ba la, mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền rơi vào thanh văn hoặc bậc độc giác. Các đại Bồ Tát này tuy niệm giới uẩn, định uẩn, tại uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, cúng dường cung kính, tùy thuận tu hành nhưng lại chấp thủ tướng trong các pháp ấy, nên không thể hiểu đúng công đức chân thật của giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn. Vì các Bồ Tát này không thể hiểu đúng công đức của Phật, nên tuy nghe đạo của Đại Bồ Tát và âm thanh của pháp không vô tướng vô nguyện, rồi dựa vào âm thanh này mà chấp thủ tướng của nó. Chấp thủ tướng rồi hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Các đại Bồ Tát này hồi hướng như vậy nên chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, lại rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác.